Xin chào quý gia chủ. Hôm nay đồ đồng Dung Quang Hà xin giới thiệu sản phẩm bộ tam sự hạc bằng đồng hun giả cổ. Đầu tiên, chúng ta sẽ xét đến kiểu cách của chiếc đỉnh sông Trầm. Nắp đỉnh xuất hiện rất nhiều tượng kỳ lân vần cầu, và đặc biệt là có đến 3 tượng kỳ lân vần cầu với 1 kỳ lân mẹ, 2 kỳ lân con. Xung quanh nắp đỉnh là các hình thư cổ, thân đỉnh mang tính đối xứng hoàn hảo giữa các chi tiết, đôi quai mây và họa tiết song long chầu nguyệt. Cặp hạc chầu lại mang đến vẻ đẹp đậm chất thần tiên, thanh nhã. Chân hạc nhỏ nhắn nhưng vẫn rất kiên cường. Nó đứng trên mai rùa một cách hiên ngang. Bộ mai của rùa được khắc họa độc đáo, gợi liên tưởng đến ô bàn cờ. Ở bộ tam sự này, người nghệ nhân đã khẳng định kỹ thuật hun giả cổ tinh tế, đỉnh cao. Trên tun màu hun đen cổ điển, các chi tiết được điểm sáng vô cùng nổi bật. Bên cạnh vai trò đồ thờ thì các vật dụng trong bộ đỉnh đồng tam sự còn có ý nghĩa phong thủy. Kỳ lân cũng là thần thú báo điềm lành. Rồng mang linh khí trời đất nên đôi rồng trầu mặt nguyệt ngũ ý thiên địa thuận hòa. Hình tượng rùa cõng hạc cũng thể hiện cho sự hài hòa giữa trời và đất. Hai con vật này đều có sức sống mãnh liệt, tuổi thọ vượt trội. Ngoài ra, bộ tam sự hạc bằng đồng hun giả cổ không chỉ làm cho không gian thờ cúng trở nên trang trọng hơn, mà còn truyền tải được ý nghĩa về lòng biết ơn và sự thờ phụng trần sao âm vậy đối với tổ tiên. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.